chào tất cả các bạn. Thông qua clip này tôi sẽ truyền tải các bạn ba vấn đề. Cái thứ nhất, con rắn này là con rắn gì? Thì con rắn này nó có rất là nhiều tên gọi. Ở miền Nam thì người ta sẽ kêu là rắn hổ heo, rắn long thừa và rắn hổ vạn. Còn miền Bắc thì người ta sẽ kêu là rắn ráo châu, rắn hổ châu, rắn hổ mang châu hoặc là rắn hổ chuột. Đấy, nó có rất nhiều tên như vậy. Nhưng mà nhiều tên như vậy thì cũng là một con này thôi. Thì con này nó cũng còn bé, không có lớn. Thì nó sẽ có những cái vằn ở dưới thân ở đây. Một phần ba thân nó có một cái nó có những cái vằn vằn đen. Con rắn này thì nó không có độc, nó thuộc họ rắn ráo, nó không độc. Đầu nhỏ, không phùng mang và mắt thì nó hơi lồi một chút. Đó, mắt nó hơi lồi một chút. Con này thì nó cũng dính bẫy khoảng 3 ngày rồi. Nó tung cũng chày đầu rồi. Tại tôi không có thời gian tôi đi thăm. Đấy. Cái thứ hai tôi muốn truyền tải tới các bạn là cái lồng. Cái lồng thì các bạn xài một thời gian thì nó sẽ hư, nó sẽ sét. Thì các bạn cách các bạn vá lưới, vá cái lồng là làm sao? Chúng ta chỉ cần một cái mắt thôi các bạn. Một cái mắt mà nó bị đứt thôi là con rắn nó cũng sẽ tìm ra và nó chui ra. Nó hay lắm các bạn. Nó sẽ chui ra thì các bạn nó bị cái chỗ nào thì các bạn cắt một miếng thì các bạn sẽ vá nó lại. Chịu khó kiểm tra chứ không thôi nó xảy ra thì nó ổn đi. Đây, cái này lồng của tôi cũng te tua rồi. Tôi vá 4-5 chỗ rồi. Do tôi trước tôi xài bùi chuột thì nó chuột nó cắn hết cái lớp nhựa bảo vệ này đi nên nó mau xét. Rồi một cái nữa tôi muốn truyền đạt với các bạn là cái con này tôi sử dụng mùi ớt nha các bạn. Tôi sử dụng mùi ớt, con ớt nó bằng khoảng hơn 2 ngón tay thôi. Thì các bạn sử dụng mùi ớt thì hoặc là mùi cóc thì các bạn nên có một cái này là đổ nước vô, là đựng nước để cho con ớt với con cóc nó giữ ẩm thì nó sống lâu. Chứ con ớt mà các bạn để mà không có nước thì chỉ một ngày nó sẽ chết. Với một vấn đề nữa là nếu các bạn sử dụng mùi ớt á thì các bạn phải che nắng cho nó. Chúng ta kiếm một số cái cành cây hay khô hay cái gì đó. Đó, chúng ta che lên cái miệng này. Ta bứt một số cái cành cỏ khô thì ta che lên thì con ếch nó sẽ sống lâu. Sống lâu thì con rắn không ăn hôm nay thì có thể nó sống vài ba ngày. Đấy. Đó, ta sẽ truyền đạt các bạn ba vấn đề đó. Clip này là của Hoang Dã TV trên YouTube. Quan Hồng Phúc đã quay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ. Chào các bạn, chúc các bạn một ngày vui vẻ.